Xin chào các bác nhá. Em hôm nay em muốn làm một cái video để giới thiệu cho các bác một số các sản phẩm mới về cái túi bọc, cũng như là so sánh cái ưu và nhược điểm của một số các loại túi bọc để cho các bác xem nhé. Thì trao đổi các bác thì túi bọc thì gồm có rất nhiều các loại túi bọc bây giờ đang lưu hành trên thị trường. Đấy. Em thì thời gian vừa qua chủ yếu là em cung cấp cái dòng túi bọc Made in Taiwan này, cái này nhập khẩu từ Đài Loan về các bác nhé. Đấy, nhập khẩu từ Đài Loan về. Dòng túi bọc này thì nó có những cái, nó cũng có ưu và nhược điểm. Nhưng đa phần em thấy là nó có nhiều cái ưu điểm hơn là cái nhược điểm để các bác lựa chọn. Nhất là cái dòng túi bọc này á, là chúng ta sẽ sử dụng được 2 đến 3 vụ. Dòng túi bọc này các bác này, đấy. Cái hai nữa là khi mà chúng ta bọc cái trái na hoặc trái xoài. Đấy, trái na hoặc trái xoài. Na thì có thể là na Thái hoặc na Ta các bác nhé. Kích thước của nó thì em nói luôn là khi mà gấp mép này, gấp mép ngang, độ ngang này ra thì nó là tầm khoảng 17. Nhưng khi chúng ta xòe độ rộng ra hai cái mép này này, đấy, thì kích thước của nó là 20.5 x 28. Chúng ta có thể bọc được một cái trái na, có nghĩa là to hết cỡ, thì được một cái trái na Thái to khoảng 1,4 kg đổ lại các bác nhé. 1,4 kg đổ lại, khoảng 1,5 kg, 1,6 kg thì khả năng nó sẽ bịch cái túi này ra. Nhưng mà làm na Thái mà để mà đến đạt được 1,4 kg là rất khó rồi. Em có ví dụ như là cái trái dưa này đi, cái trái dưa này mà nếu mà là cái trái na Thái thì nó cũng trung bình tầm khoảng 6 đến 7 lạng các bác nhé. 6 đến 7 lạng đấy. Thì khi mà bỏ vào cái túi này thì nó rất là đơn giản. Đấy, đây các bác này, đấy, khi mà chúng ta bọc được như thế này thì nó rất là kín. Đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy hơi màu vàng thôi. Và khi mà chúng ta bọc thế này thì chúng ta thoải mái, chúng ta phun thuốc sâu, phun thuốc lấm. Và mưa gió các thứ là sẽ không lọt vào được đây. Tại vì cái túi này nó có một cái sợi kẽm đây các bác này. Đây nhá, các bác nhớ là có một cái sợi kẽm chạy dọc miệng túi để chúng ta quấn lên cái cành sinh ra cái trái này này. Đấy. Chúng em sẽ chỉ có vị trí khác. Ví dụ như là bình thường cái túi rút ấy, chỗ này chúng ta rút vào cuống này, sẽ chụp cái trái này. Nhưng mà cái túi này á, là chúng ta sẽ quấn lên cái cành. Ví dụ như cái cành nó sinh ra cái trái này thì chúng ta sẽ quấn lên cái cành này. Nên toàn bộ nước mưa, rồi các cái con bọ chích hút, rồi ruồi vàng, tất cả các loại là không xâm nhập được vào cái trái này khi mà chúng ta bọc cái túi Đài Loan các bác nhé. Em nói thêm là cái ưu điểm của cái dòng túi Đài Loan này ấy là nó sẽ tạo cho cái trái của chúng ta này này một cái màu vàng. Đấy, một cái màu vàng rất là đẹp. Các bác thấy người ta bọc xoài nó lên một cái màu vàng không? Rồi bọc la Thái nó lên một cái màu vàng. Vàng ươm luôn đấy. Đấy, nhìn rất là bắt mắt và đẹp. Mẫu mã tuyệt vời. Khi mà em từ ngày em cung cấp cái túi bọc na Đài Loan này này, thì chưa thấy một cái khách hàng nào phản hồi là cái túi này cho cái màu không đẹp cả. Đấy. Thì đấy là cái ưu điểm của nó các bác nhé. Đấy, ưu điểm của nó. Cái mẫu mã rồi cái chất lượng. Rồi nó có một cái các bác lưu ý hơn là đặc biệt các bác ở phía Bắc ấy. Các bác ở cái tỉnh phía Bắc ấy, là khi mà chúng ta mua cái túi này này, mua cái túi bọc Đài Loan này, khi mà chúng ta chùm vào ấy, thì là cái nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ấy, thì là nó sẽ ít, làm trái của chúng ta sẽ nhanh lớn hơn các bác nhé. Đấy, ví dụ đêm đến là rất là lạnh, ở ngoài Bắc ấy, ở các tỉnh phía Bắc ấy, đêm đến rất là lạnh, là khi mà chúng nó chỉ xuống 10-15 độ thôi, thì trong cái túi này này, khi chúng ta quấn kín này, này đấy, thì nó vẫn còn rất là ấm nhé, nhiệt độ rất là ấm, nên là trái của chúng ta không ảnh hưởng gì. Đặc biệt là các bác làm na Thái ở cái vụ Tết, cái vụ trái vụ để thu vào Tết ấy, thì ở ngoài miền Bắc có những cái tháng lạnh như là tháng 9, tháng 10, 11 ấy, thì các bác lên bọc cái dòng túi này, dòng túi bọc Đài Loan này, túi giấy tổng hợp này này, nói là từ giấy nhưng mà nó bền lắm các bác, nó bền lắm, nó bền, nó đến 2-3 vụ nó mới rách cơ. Bình thường thì em dùng 2 vụ thôi, nhưng mà có nhiều bác là người phụ nữ, người ta cẩn thận ấy, là người ta dùng đến tận 3 vụ đấy. Dùng đến tận 3 vụ cho na đấy, cho na, cho xoài đấy. Thì giá bán nó khi nào nó cũng cao quá, giá bán khi nào nó cũng, thương lái cũng không bao giờ chê về cái mẫu mã, nên là thương giá nó bán khi nào nó cũng cao, có thể nói là cao hơn một số các cái dòng túi bọc khác tầm khoảng vài ngàn chẳng hạn một ký đấy. Đấy. Vâng, em nói đến cái điểm yếu của cái hạn chế của cái túi rồi các bác nhé. Thì cái hạn chế của cái túi này thì khi chúng ta bọc cái trái ấy, là chúng ta nhìn cái trái qua cái túi này này để phân biệt trái già và trái non thì nó khá là khó khăn.
nó khá là khó khăn hơn các bác nhé. Đấy, chúng ta sẽ phải có những cái người mà kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bọc ấy thì các bác lên đánh dấu. Đây ví dụ như này. Đấy, cái này thì chúng ta có thể mua một cái bút đỏ, chúng ta vạch một đường vào đây. Đấy. Có nghĩa là lần một ấy, lần đầu tiên chúng ta bọc ấy, tại vì thường lá thái chúng ta sẽ bọc 2 đến 3 đợt mấy hết trái các bác. Nên là khi mà chúng ta bọc lần đầu ấy, lứa đầu tiên ấy, thì các bác lên lấy cái bút lông đỏ chúng ta vạch ở đây, hoặc là vạch cái đít này đều được các bác nhé. Đấy, vạch đít này đều được. Nếu mà ít sơn đỏ đấy, lấy ít sơn đỏ vạch đây. Thì khi mà chúng ta bọc vào thì sau này khi mà cái trái nào mà nó già đấy, thì tại vì từ 7 tuổi trở lên là chúng ta cắt được rồi, thì toàn bộ cái sơn đỏ này chúng ta sẽ cắt đồng loạt luôn, chứ không cần phải chúng ta phải vạch ra để xem các bác nhé. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải quấn lên cái cành sinh nhai cái trái, thành ra là chúng ta cái kẽm này chúng ta phải vấn vào trong này chúng ta quấn. Đấy, cái video mà để hướng dẫn sử dụng cái túi bọc này thì em có làm 3-4 cái rồi, nên bác nào mà chưa biết là biết quấn biết bọc cái túi dòng túi này á, thì chúng ta vui lòng lên cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn hoặc là vào YouTube ấy, là các bác đánh cái chữ là hướng dẫn sử dụng túi bọc lá thái, là nó sẽ ra những cái video em hướng dẫn sử dụng cái túi bọc này trên vườn nhé. Trực tiếp vào với quả lá thái thì nó sẽ các bác nhìn đấy sẽ dễ hơn. Đấy, đây là cái dòng túi này các bác nhá. Đấy, ưu và nhược điểm em đã phân tích các bác rồi. Đấy. Còn về cái dòng túi này. Đây có thể nói là cái dòng túi này, đây gọi là vải không dệt các bác nhé. Đây vải không dệt, nhưng mà cái dòng này nó rất là bền các bác nhé. Túi dòng này là thế hệ mới. Dòng vải này là thế hệ mới chứ không phải là đục nhờ nhờ như cái trước. Mà cái này là tương đối trong. Đây các bác thấy không? Đấy. Đây. Thì cái này được cái ưu điểm là chúng ta phải nói là nó rất là gọn nhẹ, tiện, phải không ạ? Sẽ đưa vào đây khác là ta rút phát. Rút này vào phát là ok luôn. Đấy. Đây, em bọc cho các bác xem. Đấy, khi mà đưa vào cái trái là như thế này. Là chúng ta bọc phát để chúng ta rút vào cái là nó nằm ở bên trong. Các bạn thấy không? Cũng rất là gọn nhẹ đúng không? Cái ưu điểm thứ hai là nó nhìn rất rõ cái trái. Đấy, rất rõ cái trái này. Các bạn thấy nhìn rõ không? Đấy, xanh già chín thì chúng ta nhìn qua cái này là chúng ta có thể phân biệt qua ngay được. Đấy, phân biệt qua ngay được. Đấy. Đây. Đấy. Rất là nhanh nếu mà bọc như thế này. Các bạn nhỉ? Đấy, tiện gọn nhẹ nhé. Thì trao đổi các bác là về cái nhược điểm của nó. Nhược điểm thì cái dòng này là cái dòng nó ngấm nước các bác. Cái này dòng này là ngấm nước. Nên là nếu mà mưa dầm ấy, đặc biệt là bọc vào cái mùa mưa ấy, thì cái này nó sẽ ngấm nước vào cái trái na, làm trái na lúc nào cũng ẩm. Mà các bác biết rồi, nếu mà trái na ẩm thì sẽ sinh ra nấm bệnh nhiều. Đấy. Thì nó cũng sẽ cơ hội nhiễm nấm của cái trái na nó sẽ cao hơn là cái dòng túi bọc kia, túi bọc của Đài Loan. Cái tiếp theo nữa là cái này là bọc mà rút vào cuống các bác nhé. Rút vào cuống. Nên là khi mà chúng ta phun thuốc ấy, hoặc là chúng ta tưới hay là mưa gió gì đó thì nước nó vào được trong cái trái này. Đây, nước nó vào được trong cái trái này. Đặc biệt đánh thuốc sâu thì thuốc sâu sẽ đọng vào cái cuống này, cuống của quả la đấy. Cuống quả la thì nó còn sâu hơn cái trái dưa lê này cơ. Đấy. Thì là thuốc sâu sẽ đọng vào đây. Đấy, đặc biệt là trong cái thời gian gần thu hoạch mà chúng ta phun thuốc để xử lý sâu hoặc là bọ hoặc là diệp sáp hay gì đó chẳng hạn, thì là nó sẽ đọng vào cái cuống này. Và cái trái na của chúng ta sẽ, nếu mà test dư lượng thuốc sâu thì sẽ không đảm bảo. Đấy, trao đổi các bác thế. Và nhắc các bác là một số bác ấy là xịt cái thuốc nấm ấy khi mà trái na già rồi đấy. Xịt ấy là nó sẽ có cái màu xanh, ví dụ như Manco Z ấy. Thì là cái đấy nó sẽ đọng vào cái cuống của cái trái na này. Đấy, và khi chúng ta cắt bán thì thương lái mà thấy cái đọng cái vết xanh này là thương lái sẽ không mua. Đấy, là cái dư lượng thuốc nấm ấy là nó một con đọng ở trên cây, trên cuống này, còn thì vào cái trái này mà có màu xanh của cái thuốc nấm đấy là thương lái nó chê sẽ không mua đâu các bác nhé. Đấy, để chúng ta nghiên cứu, nếu mà chúng ta có xịt nên dùng cái dòng thuốc túi bọc này, nếu mà có xịt thì tránh cái màu xanh ra. Trao đổi các bác thế. Cái thứ hai nữa là cái túi này thì cái mã trái na để mà khi thu hoạch ấy, thì nó sẽ không bằng cái túi giấy này các bác nhé. Cái mã của trái này, cái màu khi mà thu hoạch cái trái na bọc vào cái túi này sẽ không đẹp bằng cái túi này. Đấy. Tại vì cái túi giấy này nó kín, nó tạo cho cái trái na lên một cái lớp phấn là nó màu hơi trắng trắng.
Đấy. Bên kết hợp với cái bên trong nữa, nó tạo cái màu vàng cho trái na nhìn rất là đẹp, nhìn rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không có cái lớp phấn đấy, và để mà tạo cho cái trái na một cái màu vàng thì cái này thua thua xa đấy, thua kém hơn đấy. Cái này chúng ta thấy rằng là nó sẽ thua kém hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà mưa gió hoặc tưới nhiều là nước nó sẽ đọng vào cuống cái này, tại vì cái này là chúng ta rút vào cuống mà, nên cái trái na của chúng ta cũng dễ bị nhiễm nấm bệnh đấy. Thì em cứ phân tích rõ ràng mọi cái khía cạnh để các bác lựa chọn nhé, tại vì em cung cấp cả hai dòng mà, các bác thích chọn dòng nào em cũng cung cấp hai cái dòng túi này em đều cung cấp cho các bác được nhé. Đấy, rút này này cũng là vải không dệt, nhưng dòng dòng vải này nó hoàn toàn khác biệt đấy. Dòng vải này cũng của nước ngoài các bác nhé, chứ Việt Nam mình không sản xuất cái dòng vải này các bác nhé. Đấy, nhưng mà vải nhập về, nhưng mà cái cơ sở may ra cái túi này thì là ở Việt Nam mình đấy, cơ sở may ra ở Việt Nam mình đấy. Nên là các bác yên tâm là cái dòng này là công ty làm là trực tiếp đấy, cung cấp đấy, cái dòng này này đấy, vải này là thế hệ mới nha, rất là trong chứ nó không đục như các cái dòng khác đấy. Những cái dòng khác là đục tạp chất rất nhiều, nên là chỉ được thời gian ngắn khoảng 2 3 tháng là nó mục thôi. Em đang test thử cái dòng túi rút này để xem là em bọc bưởi luôn các bác đấy, em bọc bưởi luôn bác xem là video của em ấy. Em lấy cái túi này em bọc thử cái trái bưởi ấy. Và cái trái bưởi cái thời gian đeo trái của nó thì lâu lắm, nó phải nằm tầm khoảng 5 đến 6 tháng đấy, thì bằng tương đương với na thái của chúng ta là bọc 2 vụ đấy, bọc 2 vụ. Thì để em sẽ test thử đấy, test thử cái dòng túi bọc này, chứ một vụ là không rách được đâu đấy, trao đổi các bác ấy. Mà kể cả nó có rách thì cũng không sao cả, nó có mấy trăm đồng thôi phải không ạ. Mà trái na thái của chúng ta bọc mà trung bình có khoảng 5 nạng đi đấy, thì cũng phải được vài chục nghìn rồi, mới có mấy trăm đồng để chi cho một cái túi bọc thì nó không đáng bao nhiêu cả các bác nhé. Đấy, nên các bác có thể lựa chọn. Đây, kích thước này thoải mái rồi. Đấy, trái na cỡ khoảng 1 ký 2 ký 4 là ok rồi. Kích thước này là túi này là dài 22 nhân 20 các bác nhé. Đấy, chuyên để bọc la. À, có thể bọc xoài hoặc là bọc ổi, ổi lớn ấy. Ổi trái bằng này là chúng ta bọc bọc cái này cũng được. Đấy, đây là cái dòng túi thứ hai các bác nhé. Đấy, em phân tích đủ các hiện loại khía cạnh. Đây, cái dòng đây, túi đây. Đấy. Một bọc như thế này là 100 cái. Một xếp sấp như thế này á là 100 cái các bác nhé. Chúng ta thấy là túi giấy này thì 100 cái nó rất là đơn giản, nó gọn nhẹ. Và cái túi vải không dệt này này, thế hệ mới này. Đấy. Thì 100 cái này tương đối cồng kềnh. Đấy, kích thước có khả năng cồng kềnh gấp đôi so với túi giấy. Thêm một cái dòng túi này nữa các bác này. Túi cước. Đấy, cái dòng túi này thì bọc la cũng có các bác nhé, các bác bọc la cũng có, nhưng mà em đang lấy đây là cái mẫu mẫu này là mẫu túi bọc bưởi này, mẫu túi bọc bưởi kích thước cái này là 30 nhân 40. Đấy, kích thước này là bọc bưởi các bác nhé, thì em nói luôn là đây là bọc bưởi da xanh đấy. Còn cái dòng bọc mít khác nữa, bọc mít này 50 nhân 70 nữa thì cũng bằng chất liệu như thế này, nhưng cái này là bọc bưởi. Thì bọc bưởi này nó có một cái hay, đây là cái dây dù các bác này, các bác nhớ đây là dây dù nhé, chứ còn không phải là cái dây cói như thế này. Đấy, dây cói này thì chịu lực không được đâu, nhưng mà cái dây này là dây dù. Đấy. Thì cái dây này nó sẽ kết hợp để chúng ta bọc xong rồi rút vào cái cuống trái bưởi ấy, là chúng ta sẽ kết hợp chúng ta treo cái này để hỗ trợ cho cái cây bưởi, cái trái bưởi nó không làm cho gãy cành. Đấy. Thì nó có cái loại nhỏ hơn, loại 20 nhân 22 rồi 20 nhân 25 để các bác bọc la thái. Đấy, bọc la thái. Nhưng em khuyên các bác là chúng ta cũng hạn chế là bọc la thái bằng cái túi cước này. Nếu các bác bọc la thái bằng túi cước này thì chúng ta phải bọc thêm một lớp xốp bên trong nữa. Cái thứ hai nữa là cái này nó quá thưa. Đấy, quá thưa. Nó dẫn đến là ánh nắng mặt trời lọt vào làm cho cái trái na, như ví dụ như này đi, là nếu mà ánh nắng mặt trời soi vào thì trái na chúng ta mẫu mã của nó sẽ bị xám. Đấy, nó sẽ mã là của nó sẽ không đẹp. Nên là với la thái thì em khuyên các bác nên lựa chọn hai dòng túi này. Đây, túi này với cả cái dòng túi giấy Đài Loan này. Đây. Đây, túi Đài Loan này với cả cái dòng túi này. Thì đa phần em nói luôn là đa phần các trang trại lớn thì bây giờ đang ưa chuộng cái dòng túi Made in Taiwan này. Tại vì họ muốn là cái mẫu mã phải đẹp. Đấy, mặc dù là có thể là phải mất công hơn một tí là phải đánh dấu túi để đi bọc từng nứa. Đấy. Hoặc là có thể không cần, khi chúng ta kiểm tra là chúng ta có thể cắt. Thì nó lớn thì nó phình ra,
chúng ta chỉ cần để cái tay nào chúng ta thấy cái mắt trái na nó bằng bằng nên là ok rồi, là cắt được rồi. Đấy. Hai nữa là cái này nó có cái mẫu mã đẹp, vàng đẹp thơm và chất lượng trái cực kỳ ngon. Đấy, đặc biệt là cái vùng mà ban ngày nóng mà buổi tối lạnh nhé, nếu chúng ta dùng các cái dòng túi như thế này này thì cái trái na của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết ấy, là nó hay bị sần, chậm lớn, chậm phát triển. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng túi này là ok đó. Đấy, hoặc là các bác có thể lựa chọn dùng túi này. Đấy, túi vải không dệt. Đây. Đấy, nhìn rất rõ đúng không? Đứng từ xa có thể nhìn trái na dài non. Đấy. Nhưng nó cũng có những điểm yếu như em phân tích các bác vừa nãy đấy, nó cũng dễ bị nấm bệnh này. Rồi trái nó thuốc sâu các thứ rồi nước nó hay vào. Nó hay vào cái cuống trái này này. Đấy. Đấy, nó làm cho trái chúng ta nó cũng hay bị ướt, bị lứt. Nếu phun thuốc lúc gần thu hoạch thì chúng ta ăn chúng ta cũng thấy hơi nhợn nhợn phải không? Vấn đề chúng ta hướng đến trái cây sạch ấy, thì chúng ta phải dùng cái túi bọc này. Đấy. Đấy, nếu mà trái cây sạch thì chúng ta phải dùng cái túi bọc này. Đấy, thì trao đổi các bác thế nhá. Thì em làm cái video này nó hơi dài một tí thì cũng muốn là để so sánh rồi cho các bác trước khi các bác lựa chọn các dòng túi để các bác bọc cái trái cây của mình khi các bác làm ra làm sao để cho nó hiệu quả nhất. Đấy, các bác nếu mà các bác cần túi thì các bác cứ alo cho em nhé, hoặc là comment phía dưới nhé. Số điện thoại của em trên màn hình là 0989 037 167. Đấy, thì các bác cứ gọi vào cho em vào buổi trưa và buổi tối hoặc là vào thứ bảy chủ nhật để đặt số lượng thì em sẽ gửi bưu điện đến tận nơi cho các bác rồi các bác thanh toán tiền. Đấy. Đây, các bác nhớ hai dòng này chưa? Thì các bác thích loại nào các bác nói là một là giấy túi giấy Đài Loan, hai là túi túi rút thế hệ mới, túi vải không dệt. Đấy. Thì loại nào em sẽ cung cấp cho các bác. Còn có thể là đặt túi cước, em cũng cung cấp được cho các bác luôn nhá. Có những bác hay lắm, không dùng cái dòng khác, chỉ dùng túi cước này thôi. Đấy. Vâng, thì em cũng chiều các bác thôi, cũng cũng có sản phẩm gửi cho các bác luôn. Vâng. Vâng, đây chào các bác nhá.